Đầu tháng 5 âm lịch, các con giáp này gặp may mắn liên tiếp, trời Phật chiếu cố, tiền tỷ cầm tay. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, ai cũng mong muốn mình có được một cuộc sống giàu sang, phú quý, đủ đầy, sung túc. Và điều đó không chỉ quyết định bởi là số tử vi của mỗi người, mà còn thể hiện qua vận may trong từng giai đoạn. Vận may theo thời gian sẽ thay đổi hoặc biến động không ngừng. Sau khi vận may có sự thay đổi, cuộc sống mỗi người cũng sẽ vì thế mà chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Nếu biết nắm bắt cơ hội, rất dễ thành công, vươn tới đỉnh cao của sự vinh hoa, phú quý, được nhiều người mến mộ. Tử vi học năm 2021 dự báo trong đầu tháng 5 âm lịch sắp tới, có 3 con giáp sẽ có sự thay đổi về vận may theo hướng tốt, thậm chí còn có thể trúng lớn, được thần tài để ý và ban phát tài lộc vô cùng dồi dào. Vậy đó là những con giáp may mắn nào? Kênh Phong thủy Gia Cát xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Ngoài ra, phần tử vi được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Bên cạnh đó, trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mã âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Thứ nhất là tuổi Dậu. Vận trình đầu tháng 5 âm lịch của mệnh chủ tuổi Dậu có thể coi như đại vận rực rỡ nhất trong cả năm. Cung mệnh vừa xuất hiện thiên ất quý nhân lại lâm vào chính quan đại vận, rất thích hợp để phát triển hoặc xây dựng các kế hoạch mới cho sự nghiệp. Vận khí cũng đem tới vận may và tìm kiếm quý nhân cho đường tài lộc của bản mệnh. Tháng Giáp Ngọ được coi là tháng tiêu hết tiền lại có cơ hội kiếm tiền mới của mệnh chủ tuổi Dậu, khiến những người xung quanh phải ghen tị. Cung tử vi cũng cho thấy chuyện tình cảm của tuổi Dậu thời điểm này phát triển rất rực rỡ. Những mệnh chủ độc thân có cơ hội rơi vào lưới tình, nhưng mệnh chủ đã lập gia đình, thời gian này tình cảm đi lên rất nhiều. Về mặt sự nghiệp, vận sự nghiệp trong thời điểm đầu tháng của mệnh chủ tuổi Dậu nhận được sự hậu thuẫn to lớn từ chính quan thần sát và thiên ất quý nhân. Vậy nên, những mệnh chủ đang có kế hoạch thay đổi công việc hoặc có ý tưởng làm việc thì nên tận dụng thời gian này để có thể triển khai. Quý nhân xuất hiện dẫn dắt nhiều cơ hội thắng lợi trong công việc, người làm chủ nên chủ động tuyển dụng. Cơ duyên trời ban sẽ đem tới cho bản mệnh một quý nhân nhân viên, giúp chuyện làm ăn thăng tiến. Vì mặt nghề nghiệp có nhiều khả phát triển nên bản mệnh hãy dốc toàn bộ sức lực thể hiện khả năng lãnh đạo của mình. Những mệnh chủ đang làm công ăn lương cũng sẽ được lãnh đạo tán dương. Ngoài ra, sự xuất sắc của bản mệnh sẽ được đền đáp bằng mặt tài vận. Đặc biệt, thiên ất quý nhân đem đến một tư duy nhanh nhạy, bản mệnh nên học thêm một kiến thức mới giúp tăng cường kỹ năng nghiệp vụ. Về mặt tài lộc, tháng Giáp Ngọ gặp thiên tài tàng Giáp Mộc, lại thêm ngõ hỏa khắc chế Dậu Kim sinh vận tài lộc. Vậy nên từ đầu tháng này, mệnh chủ tuổi Dậu không cần phải lo lắng quá nhiều về tiền nong, bản mệnh sẽ tự mình kiếm được một khoản không nhỏ. Tính tháo vát vốn có, cộng thêm quý nhân dẫn dắt nên cơ hội tích trữ tiền bạc trong thời điểm này không phải là nhỏ. Nhưng nghiêm cấm các suy nghĩ tiêu dùng đồ xa xỉ nên khống chế ham muốn vật chất của mình. Đây là khoảng thời gian thích hợp để bản mệnh cầu tài, cầu lộc. Ngoài ra, những mệnh chủ mới lập nghiệp có vận trình được thiên cát và thiên phúc tinh trợ mệnh, khả năng kiếm tiền trở nên nhạy bén và gặp nhiều may mắn hơn. Về mặt tình cảm, vận trình tình duyên trong thời điểm này của tuổi Dậu tương đối ổn định. Người đã có nửa kia, tình cảm thuận hòa. Đây là khoảng thời gian đáng để bản mệnh trân trọng và tạo nhiều kỷ niệm đẹp bên nhau. Ngoài ra,
thì quan hệ xã hội của Tuổi Dậu phát triển rực rỡ ngay từ đầu tháng, nên bản mệnh cũng phải hạn chế thái độ quá nhiệt tình đối với đồng nghiệp, đối tượng, hợp tác, tránh để hiểu nhầm phát sinh. Người độc thân trong thời điểm này cũng có vận đào hoa hương vượng, thiên phúc quý nhân đem tới nhiều tin vui về nhân duyên, bạn bè. Hãy tích cực tham gia các cuộc vui với bạn bè, đồng nghiệp, duyên lành sẽ tự tìm tới bản mệnh. Đặc biệt để mọi việc được phát triển một cách hanh thông, thuận lợi, mệnh chủ Tuổi Dậu hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, Tị, Dậu, Sửu. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp mệnh chủ đạt theo năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó giúp mệnh chủ xua đuổi những hung tinh, tà ma, những kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập ở xung quanh. Vòng còn giúp bản mệnh hóa giải những thị phi, mâu thuẫn, tăng cường các mối quan hệ. Đồng thời, vật phẩm sẽ giúp Tuổi Dậu tăng may mắn, chiêu tài lộc, can lành. Đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong thời gian sắp tới. Không những vậy, vật phẩm còn được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày giờ sử dụng cho quý gia chủ Tuổi Dậu để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, tuổi Ngọ. Phần tử vi của người tuổi Ngọ gặp tháng giáp Ngọ, ngay từ đầu tháng vận trình sẽ chuyển tốt nếu biết cách vận động, tròn động lấy tài. Dương khí thịnh vượng thúc đẩy công việc của bản mệnh thăng tiến. Người làm chủ thì tiền đồ rộng mở, triều binh mãi mã, sự nghiệp đạt nhiều thành tựu. Người làm công ăn lương có điểm thăng chức hoặc có chút thưởng nhỏ từ công ty. Lúc này bản mệnh nên mạnh dạn ứng cử mình, dám nhận nhiệm vụ khó để được lãnh đạo chú ý và tin tưởng. Ngoài ra, những người còn đang tìm kiếm công việc có thể sẽ dừng bước tại một vị trí mà mình mong muốn. Chuyện tình cảm trong thời gian này cũng vô cùng hòa hợp, đôi bên đều biết trân trọng lẫn nhau. Về phương diện sự nghiệp, bước vào tháng 5 âm lịch, hai Ngọ song hành khiến bản mệnh phải đối diện với nhiều thử thách bất ngờ. Quan hệ Ngọ, Ngọ tương hình ám chỉ rằng, để thay đổi vận mệnh cần chủ động nắm bắt cơ hội mới, tích cực vận động trong khó khăn. Tuy nhiên, vì trong hình nằm trong mối địa chi tương khắc nên bản mệnh cần phải chú ý công ty của đối thủ chơi trò mờ ám. Mặt khác, sự tồn tại của điều khách hung tinh nhắc nhở bản mệnh nên chú ý mối quan hệ trong tập thể. Chút bất hòa có thể gây cản trở công việc. Hãy nhân lại, lắng nghe tất cả ý kiến của mọi người, kể cả những người có năng lực làm việc yếu nhất. Ngoài ra, những mệnh chủ đã lập gia đình trong thời gian này phải lưu ý chuyện trong nhà, quan hệ mẹ chồng, con dâu, mâu thuẫn khiến gia đình có thể bị chia cắt tạm thời. Về phương diện tài lộc, vận trình thời điểm này của mệnh chủ tuổi Ngọ không được tốt. Thiên tài tàng giấu trong giáp Mộc lại bị Ngọ hỏa thiêu đốt, khiến vận tiền tài khó mà tốt lên được. Thời điểm này, bản mệnh phải chi tiêu nhiều thứ linh tinh ngoài luồng như đồ điện hỏng, xe cộ gặp sự cố, bị phạt tiền. Điều khách hung tinh cũng sẽ gây tiêu hao tiền bạc vì vấn đề sức khỏe. Nếu được, bản mệnh nên kiên nhẫn chờ đợi, đồng thời hạn chế chuyện tiền nong qua lại với người thân trong nhà. Hãy quản lý tốt túi tiền của mình trước khi có suy nghĩ giúp đỡ người khác. Về phương diện tình cảm, trong tháng giáp Ngọ, vận trình tình cảm của người độc thân bình ổn, không có vấn đề hay trở ngại nào. Nếu biết cách quan sát và nhẫn nại chờ đợi thì cơ hội có tình yêu mới không phải nhỏ. Tuy nhiên, đề phòng có kẻ cạnh tranh tình cảm, quan hệ tương hình thường đem đến những dấu hiệu xuất hiện người thứ ba. Người đã lập gia đình gặp nhiều vấn đề trục trặc về quan hệ vợ chồng, quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Đây sẽ là thời cơ, thời điểm đau đầu. Đây sẽ là thời điểm đau đầu vì chuyện nhà của tuổi Ngọ. Nếu xử lý không khéo, phần công việc của bản mệnh cũng sẽ bị ảnh hưởng, điều khác lại có cơ hội làm càn. Ngoài ra, để kích hoạt vận khí cát lành, thúc đẩy công việc hanh thông, sự nghiệp tiến triển tốt, thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ tuổi Ngọ hãy sử dụng pháp khí phong thủy nhà Phật, Bát Bảo, Tân Kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh, vận hạn luôn rình rập ở xung quanh. Từ đó pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn, chiêu tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời, khi mang pháp khí bên mình sẽ như một tấm bùa hộ thân, bảo vệ, tương trợ bản mệnh phát triển trong mọi khía cạnh. Không như vậy, vật phẩm đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú,
xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho các mệnh chủ tuổi Ngọ. Thứ ba, tuổi Mùi. Vận trình tử vi của mệnh chủ tuổi Mùi bước vào tháng 5 âm lịch thuận lợi nhờ quan hệ Mùi, Ngọ, nhị hợp. Tháng Giáp Ngọ, mệnh chủ làm việc gì cũng thuận lợi, nhưng vấn đề còn tồn tại, vướng mắc chưa giải quyết được đều đã được giải quyết ổn thỏa. Chỉ cần bản mệnh bỏ thêm chút công sức, đào sâu suy nghĩ sẽ tìm ra được chìa khóa giải quyết. Vận tài lộc nhờ vậy cũng được nhờ cậy mà khấm khá hơn một chút. Tuy nhiên, trong quan hệ xã giao, bản mệnh cần tiết chế cá tính riêng, tránh để rơi vào họa tiểu nhân, đố kỵ, chơi xấu sau lưng. Mà sức khỏe, bản mệnh cần chú ý về gan, mật vì dương khí thịnh tổn thương trực tiếp tới hai bộ phận. Đồng thời không nên thức khuya, tránh uống nhiều rượu. Ngược lại, nên uống nhiều nước trắng thúc đẩy quá trình thải độc nhanh hơn. Mà tình cảm, bản mệnh cần tận dụng cơ hội tốt để thể hiện mình. Nhìn chung, chỉ có các mệnh chủ đã lập gia đình mới phải lưu ý. Về mặt sự nghiệp, phần tử vi của mệnh chủ tuổi Mùi trong tháng Giáp Ngọ là một tháng trong các tăng hung. May mắn của bản mệnh là gặp được quý nhân nhị hợp tại Nguyên Lệnh. Nhưng sát tinh hồi khí trong cung mệnh lại đem tới nhiều vận xấu, nên nói là vận tàng hung là vậy. Quan hệ lục hợp đem tới nhiều cơ hội sự nghiệp, quý nhân hóa giải mọi mâu thuẫn trong khi làm việc. Bản mệnh sẽ phải bỏ gấp đôi công sức ngày thường để hoàn thành các nhiệm vụ được sao. Sự xuất sắc khiến bản mệnh dễ trở thành bia để những kẻ nhà rỗi nhắm bắn. Bản mệnh tránh tỏ ra kiêu ngạo hoặc quá tự hào về thành quả của mình, bởi hồi khí hung tinh sẽ đem tới nhiều căn khí xấu, đôi khi bản mệnh phải đứng trước nhiều lựa chọn trong công việc. Hành sự sẽ bị kích động hóa, quyết định hồ đồ, bản mệnh hãy thực hiện công việc theo các thói quen hàng ngày của mình. Không nên thử thách mình với các ý tưởng mới, nếu không thời gian này bản mệnh sẽ dễ dàng gặp phải sự cố khi cố gắng thử sức những cách đi mới. Nên tránh hành động với tư tưởng một chiều, lúc này cần sự cân bằng trong chính bên trong con người bản mệnh. Về mặt tài lộc, tử vi tháng 5 âm lịch của mệnh chủ tuổi Mùi cho thấy rằng vận trình tài lộc trong tháng Giáp Ngọ không khác gì các con giáp khác. Thiên tài tàng trong Giáp Mộc đem tới nhiều cơ hội về tiền bạc, chủ yếu là các mặt ngoài nghề phụ hoặc bất ngờ có được do may mắn. Kiếm nhiều thì tiêu cũng nhiều, đây chính là tình hình tài chính của bản mệnh trong thời gian này. Tuy nhiên, hãy coi đó như là sự hưởng thụ cho thành quả lao động vất vả. Nhưng mệnh chủ làm ăn kinh doanh trong thời gian này thì nên nghe ngóng nhiều nguồn tin liên quan để có hướng điều chỉnh kịp thời phù hợp với thị hiếu khách hàng, thị trường. Bản mệnh nên tập thói quen ghi chép để phòng mình bỏ lỡ nhiều thông tin quý giá khi tham gia một buổi họp về kinh doanh. Bản mệnh cũng không được quyết định hồ đồ về bất cứ kế hoạch sử dụng tiền bạc nào. Nếu biết lắng nghe những người có kinh nghiệm thì vận thế của bản mệnh sẽ lạc quan hơn nhiều. Ngoài ra trong tháng 5 âm lịch, như mệnh chủ tuổi Mùi, trẻ tuổi thì có nhiều chi tiêu bất ngờ về mua sắm. Hãy kiềm chế tật chi tiêu, vô tiền, khoáng hậu. Đặc biệt, thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ tuổi Mùi hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ, giúp đầu óc minh mẫn khi giải quyết mọi vấn đề. Công việc vì thế cũng được hanh thông, thu hút tài lộc, sự may mắn. Đặc biệt được pháp khí còn hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí và mang lại bình an cho bản mệnh trong thời gian sắp tới. Không như vậy, vật phẩm còn được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho quý gia chủ tuổi Mùi để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký, nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ qua bất kỳ video và thông tin nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.